cả các bạn. Mình tên là Xuân Hoàng. Mình vừa nhận được visa đi du học Canada. Tại sao mình chọn đất nước Canada đi du học? Bởi vì thứ nhất là mình có gia đình ở bên đó. Thứ hai là Canada là, theo mình á, Canada là một trong những nước hòa bình và họ tôn trọng nhân quyền của con người bên đó cao. Mà sau khi mình tốt nghiệp học ở bên đó thì với cái nền học cao như vậy mình có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm với mức lương ổn định, và có thể là mình sẽ xin định cư ở bên đó để có cuộc sống tốt hơn ở bên Việt Nam. Qua đó mình sẽ học ngành y về y tá. Đầu tiên là mình sẽ học cải thiện thêm về cái vốn tiếng Anh ở trường UMC, sau đó mình sẽ học lên tiếp tới cao đẳng và tiếp tới lên tới đại học. Và sau đó mình sẽ xin việc làm, và nếu được thì mình sẽ xin định cư ở bên đó. Quá trình làm hồ sơ thì mình cần phải chứng minh được mình đủ kinh, gia đình mình đủ kinh tế tài chính để có thể cung cấp cho mình, để mình có thể tiếp tục hết cái quãng đường học của mình mà không bị gián đoạn. Và thứ hai là khi mà mình muốn đi du học là trước hết mình phải chuẩn bị tâm lý cho mình. Trước hết là mình phải ổn về cái khả năng giao tiếp, phải tự tin một xíu. Thì qua bên đó thì mới có thể dễ để hòa nhập cái môi trường mới hơn. Về phần hồ sơ thì do mình do bên gia đình mình nhờ công ty ở bên Tân Đại Dương làm, nên hồ sơ được thuận lợi và dễ dàng hơn. Và mình nộp vào lãnh sự quán thì sau đó mình có visa để bay qua Canada học. Cảm giác khi mà chuẩn bị bước vào một đất nước mới thì nó rất là lạ và cũng hồi hộp, sợ nữa. Nhưng mà vì một tương lai tươi sáng nên chấp nhận điều đó và bay qua Canada để học. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì ở đây anh chị nào cũng xinh đẹp, cũng tận tình, nói chuyện rất là dễ thương, luôn hướng dẫn tận tình cho gia đình của mình và cũng như những bạn khác giống mình làm hồ sơ ở đâu, là làm hồ sơ như thế nào, rồi cần thiết như thế nào, những cái gì để khi mà mình tốt nhất để mình bay qua bên đó để mình dễ dàng thích ứng với cuộc sống bên đó hơn. Và cái hướng cái chuyện mà mình được gặp để khi mà làm hồ sơ bay qua Canada là chị đó tên Quỳnh. Chị đó đã giúp đỡ gia đình của mình làm hồ sơ một cách thuận lợi và trôi chảy hơn, nên mình lấy được visa của lãnh sự quán, và bây giờ mình có visa rồi, mình sắp chuẩn bị bay qua Canada để học. Nên lời khuyên mình dành cho các bạn là nếu như các bạn, gia đình các bạn có đủ điều kiện để cho các bạn đi qua một đất nước khác để học thì các bạn nên tận dụng cơ hội đó, vì mỗi người chỉ có một tương lai thôi. Nếu như cái nền học ở bên đó vững và tốt hơn ở Việt Nam thì sau này tương lai sẽ tươi sáng hơn. Nếu như bạn nào chưa biết cách chuẩn bị hồ sơ giống như mình lúc trước thì các bạn có thể tìm đến công ty Tân Đại Dương để có thể được tư vấn tận tình bởi mấy anh chị xinh đẹp. Rồi có thể mấy anh chị đó sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về đất nước bạn muốn đến, những gì hồ sơ bạn muốn làm, và bạn sẽ dễ dàng nhận được visa từ lãnh sự quán hơn. Tất nhiên đối với sinh viên thì chỉ có một chút là mong các bạn sẽ đậu được visa và sẽ hòa nhập dễ dàng hơn với cuộc sống bên đó. Chúc các bạn thành công. Bye. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.